Nhà không chỉ là những nét vuông gói trong bốn bức tường, mà còn là những yêu thương vỗ về tâm hồn ta mỗi khi mệt mỏi. Là quan tâm, sẻ chia và đồng hành. Là bình an mỗi khi trở về, nơi luôn có những người ta yêu thương nhất. Nhà là an nhiên nắm tay nhau đi suốt cuộc đời. Về nhà, nơi mỗi ngôi nhà đều trở thành tổ ấm, trọn vẹn yêu thương.